là con vẫn còn đang học, con không biết là tài chính để lo cho vợ con, để lo cho thằng nhóc này nó sẽ ra Có sao, đủ không? giờ không có đủ. Còn vui là tự nhiên là mình đang đi học, đang đang tuổi ăn tuổi ngủ tuổi chơi, Tự nhiên đùng làm một cái ba. duyên làm ba. Dạ, sang ngày hôm sau thì con muốn chắc ăn hơn, con có đi. Hello, chào hai vợ chồng. Dạ, lần đầu tiên cho con chào cô Hồng Vân và chú Thuận. Con tên là Nguyễn Hoàng Vinh. Năm nay con 22 tuổi và con làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. 22 tuổi vậy là vừa mới tốt nghiệp đại học đúng không? Dạ đúng rồi, con mới tốt nghiệp hồi tháng 4 vừa rồi. Là coi như có em bé lên nhận chung bằng với ba luôn á. Ủa sao chị biết vậy? Thì chị thấy trên mạng á. Quen quá đúng không? Đúng rồi. Dạ thì con có em bé là hồi tháng 10 năm ngoái thì em bé ra đời, nhưng mà xong rồi với lại lúc đó thì con đang làm là khóa luận tốt nghiệp. Cái con mới nghĩ ra là cái ngày mà mình là lãnh tốt nghiệp á thì mình cần làm cái gì đó cho nó cho có kỷ niệm với con, nên con là cho nhóc lên chung với con để nhận bằng chung luôn. Ai ngờ video clip hot quá. Hot lắm đúng luôn. không? Rồi bây giờ cũng phải hỏi tới cái người mà cũng tạo nên cái độ hit của cái clip đó, mời em giới thiệu về mình. Dạ, con chào cô Hồng Vân với chú Đức Thuận. Con tên là Hải Triều. Năm nay con 26 tuổi. 26 là lớn hơn Vinh là dạ 4 một vài tuổi thôi. Dạ. Hai tụi con đều làm freelancer, làm marketing. Rồi em bé là bây giờ là cháu được dạ 8 tháng. Rồi bây giờ quay ngược thời gian. Cơ duyên nào các bạn này gặp nhau nè, và có ấn tượng gì về nhau? Lúc mà con học đại học á, con làm chủ nhiệm của câu lạc bộ marketing. Thì lúc mà con ra trường rồi, con vẫn liên lạc với lại mấy bé ở trong câu lạc bộ, đi chơi, kiểu đi cà phê rồi này nọ, hoặc là tạo sự kiện cho mấy bé chạy á. Thì con tuyển anh này vô. Lý do tại sao tuyển anh này? Mỗi năm mà đầu năm là sẽ tuyển thành viên cho câu lạc bộ. Lúc đó thì tụi con cũng không có thân luôn. Lúc mà tuyển vô rồi, xong bắt đầu chơi chung, rồi kiểu đi chơi nhiều, rồi nói chuyện nhiều, thì lúc đó mới nhận ra là thì là thích cái mình thích là, đúng lúc không? Đó là mới là chị em thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi nhưng sao lần đầu tiên thấy chị ấy sao nè? Con thấy trong câu lạc bộ rất là dữ, thấy cứ khó với lại mấy em lắm. Có khó với con không? Dạ khó luôn. Khó có một đợt là con làm nhưng mà bị nhận xét nhiều quá, xong rồi cái con định out câu lạc bộ luôn. Chuyên sao là chắc là ghét cú nào á thì cho cú nấy. Dạ. Tức là mấy tháng thì con cảm thấy là con có thích cái bà chị này. Cái gần sang năm thứ hai của con rồi thì con mới bắt đầu là nói chuyện nhiều. Nói chuyện thì nói chuyện trong group, nói chuyện bạn bè thôi. Xong rồi mới về sau thì mới hẹn nhau đi chơi riêng. Mà bạn này bạn thích con là lúc đó con đã thích bạn chưa? Thì lúc đó con không có biết. Là bạn thích con trước hả? Dạ, bạn nó cũng không thể hiện ra là bạn nó thích con luôn. Lúc đó là con đã có người yêu chưa? Dạ, lúc đó con chia tay người yêu cũng lâu rồi. Còn con lúc đó con có người yêu chưa? À, con có rồi. À, cái mối tình của con là hay cãi nhau quá, nên làm cho con thấy nó mệt quá. Nó mệt á. Nên con muốn dứt. Con thích cô gái này là con đã dứt cô gái kia chưa? Không, lúc mà có tình cảm với lại Chiều rồi thì vẫn chưa dứt. Tại vì con không dám nói ra là chia tay, tại vì con chưa, đó giờ con chưa có chia tay ai. Nhưng mà rồi nè, rồi bây giờ vừa quen với bạn Chiều rồi vừa không muốn dứt bạn kia. Không phải là không muốn mà không dám nói. Không dám dứt bạn kia. Dạ vâng. Nhưng mà vô tình nó là như vậy là không có được. Đúng, vậy thì giống như bắt cá hai tay đó. Nhưng mà rồi cuối cùng thì làm sao mà dứt được? Sao dứt được? Dạ thì hôm đó thì Chiều có kêu bây giờ cho anh lựa chọn á. À là Chiều biết luôn. Dạ biết. Mà Chiều vẫn chấp nhận hả? Dạ không. Dạ không. Con thấy cũng kỳ á. Tại con là con rất là không thích những người có bồ. Mà thì đó ghét của nào trời trao của đó. Mà lại gặp vừa có bồ vừa cua mình nữa. Không có cua. Không, chỉ dạ chỉ thích tình thôi, cái mối tình nó chỉ là thích kêu thôi. Thì con biết là tâm tư của anh này. Đó nên là con nói là thôi bây giờ á, đó là sự quyết định của anh. Anh kết thúc mối quan hệ luôn. Không, lúc đó là vẫn là kêu bằng tên thôi à. Kêu tên hoặc là kêu bằng xưng chị với em thôi. Đó, à, rồi. Chứ vẫn chưa có là gì với nhau. Mình kể thì mình phải kể đúng. Rồi sao rồi, sao? Con sao? Khi mà nghe chị nói vậy đó. Thì khi mà nghe cái đó xong là sáng ngày hôm sau là con chấm dứt với bạn đó. Trời, nghe lời chị dễ sao? Bằng cách nào? Con tin. Rồi bạn có đồng ý liền không? Dạ, lúc đầu bạn ấy không đồng ý. Con dứt khoát luôn. Dạ, dứt khoát luôn. Và bạn ấy đồng ý. Dạ vâng. Lúc đó là không nói chuyện với con luôn. Ai? Bạn này không nói chuyện con luôn. Dạ.
chia tay hai đứa luôn. Nhưng là chia tay được hai đứa luôn. Con thấy mà trong việc đó là con là người có lỗi. Nên con mới là không nói chuyện với Chiều, với lại không nói chuyện bạn kia luôn. Đó. Nguyên ngày hôm đó con im lặng, coi như là mất cả chị lẫn chài luôn. Dạ đúng rồi, con off hết Facebook, off hết mạng xã hội luôn. Gọi hoài không được luôn. Gọi điện cho con cũng không nghe máy. Trời, con gọi cháy máy luôn á. Tại sao con lại có một sự quan tâm đặc biệt đến Vinh vậy? Mà con phải gọi cháy máy luôn. Tại vì có lúc đó con thấy ngon quá bỏ ủ. Tại vì có lúc đó con thấy ngon quá bỏ ủ. Yêu rồi mà. Nhà Vinh là bé bún riêu. Con qua con ăn thì con thấy cái cách bạn này bạn nó đối xử với lại gia đình đó rất là thích. Kiểu rồi, như hiểu là rồi, đây hiểu. Là người đàn ông của gia đình luôn. Hiểu hiểu đó. Tại sao chú hỏi như vậy là bởi vì chú không nắm được cái giai đoạn mà con đi qua nhà ảnh và con cảm nhận ở ảnh. Bao nhiêu lâu thì con mở lại Facebook? Thì tới tối hôm đó con thấy là gọi nhiều quá. Rồi mà con cũng thấy là chắc là có chuyện gì mới gọi con. Lúc con vừa mở ra thì con lại thấy gọi, lúc đó là cái điện thoại nó vừa reng lên luôn. Đó, xong rồi mới nói chuyện hồi. Cái mới từ mới bình thường lại. Dính luôn. Công khai quen nhau luôn. Con công khai ngày cá tháng 4. Hai đứa yêu nhau và cưới nhau là do bác sĩ bao cưới đúng không? Dạ đúng rồi. Tụi con quen nhau 2 năm hơn rồi mới có em bé. Rồi bây giờ trong cái khoảng thời gian mà các bạn yêu nhau cho đến lúc cưới thì nó có những cái trắc trở, nó có những cái sự chia tay chia chân gì không? Dạ, trong khoảng thời gian đó thì con không có chia tay nhau. Nhưng mà trong khoảng thời gian đó là nó dính ngay mà 2 năm dịch. Tụi con chỉ nói chuyện qua điện thoại thôi. Không có gặp nhau? Dạ không gặp nhau. Dạ cũng có những cái, nói chung là cứ mở cửa ra là tụi con dính như Sam luôn. Kiểu mà vừa hết giãn cách là tụi con sẽ gặp nhau. Xong rồi gặp nhau được một thời gian nó lại giãn cách lại. Rồi lúc mà con, khi con nghe là con có em bé thì lúc đó con sợ phản ứng của Vinh á? Dạ thì trước đó là sinh nhật con là ngày 24 tháng 2. Thì vợ con là báo tin của em bé là ngày 28 tháng 2. Giống 4 như, ngày sau đó. Dạ 4 ngày sau con giống như là con nhận một món quà rất là lớn luôn á. Con có hai tâm trạng, đó là vừa vui mà vừa lo. Con là con vẫn còn đang học, con không biết là tài chính phải để lo cho vợ con, để lo cho thằng nhóc là nó sẽ ra sao. Có đủ không? Dạ không có đủ. Còn vui là tự nhiên là mình đang đi học, đang tuổi ăn tuổi ngủ tuổi chơi, đùng làm cái nhiên làm ba. Dạ sang ngày hôm sau thì con muốn chắc ăn hơn, con có đi siêu âm để con xem là thế thai đó bao nhiêu tuần rồi. Bác sĩ kêu là thai đó được 8 tuần. Thì con biết cưới liền đẻ không hôi là vợ con mà bụng to quá thì không có mặt xe ra được. Con có về nói cho bố con trước. Mà bố nhìn mặt hai đứa mà cứ lấm la lấm lét là bố cũng nghi rồi. Con mới kêu là con với Chiều là có em bé rồi. Bố con rất là bình thường. Kêu bây giờ là con cứ lên phòng đi, đợi mẹ tắm rửa xong đi rồi bố lên là bố là nói chuyện với mẹ với con sau. Rồi mẹ con vừa nghe con nói cái mẹ con bị đứng hình. Con không nói được gì nữa mà cái giận con kêu mày á, mày mới chưa học xong nữa mà mày đã có em bé rồi. Mày lấy gì mày lo cho nó. Kêu không, bây giờ nếu đã có em bé rồi thì con vừa học con vừa đi làm rồi miễn sao mà con có thể mà lo cho con của con cho vợ con là con cái gì con cũng làm hết. Xong rồi mẹ con cũng im một thời gian vậy á. Rồi con mới năn nỉ, mẹ con kêu bây giờ có cháu rồi thì mình vui thôi chứ sao. Mình đi kể cho bạn bè là sắp khoe tới đó, là khoe ban đầu là im lặng. Dạ, đúng rồi. Sau đó coi như là xả láng luôn. Dạ vâng. Đúng không? Dạ. Rồi bây giờ phản ứng của gia đình con là sao? Con nói với ai đầu tiên cái tin này? Con nói với anh hai con á. Rồi phản ứng của anh hai là sao? Tại vì con ở chung với anh hai con. Hai vợ chồng con hiện tại vẫn ở chung với anh hai luôn. Anh hai con bình thản lắm, y như bố vậy. Vậy hả? Ra anh hai có mở đường cho con. Mẹ con có linh cảm hay lắm. Kiểu như là trước đó là con đã kiểu trễ á, con về con quê con thăm mẹ, con nói mẹ có khi nào có bầu không, con kiểu không có đâu, cái này chắc trễ thôi. Mẹ ai về thiệt, cái con về con nói với mẹ con cũng mẹ nói mà. Cái ba con kiểu trời sao hai đứa này kỳ rồi, xong cũng hết. Bây giờ có lúc đó vậy thôi á. Nhưng mà bây giờ sanh nó ra rồi là ông bà nội ông bà ngoại là chắc mê lắm hả? Kiểu là dành nhau luôn. Dành nhau luôn. Rồi bây giờ đến cái phần kia đi nè. Về nhà đó, yeah. Rồi á là nhiều những cái gọi là cái tật á, cái tật mà thiệt á, gọi là khó chịu mà ương bướng hay là kiểu mà chướng á, hiểu không, giống như chướng á. Đó là những cái tật gì? Đứa nào chướng không đứa nào? Đó. Ai kể trước đi? Dạ, chắc cho vợ con kể trước đi. Thì lúc mà tụi con quen nhau 2 năm á, là tụi con hầu như kiểu
không bao giờ cãi nhau luôn, không có gì giận nhau bất cứ cái gì luôn á, nó vui lắm. Nhưng mà lúc mà cưới nhau về thì lúc đó xui là con có bầu. Nên là cái hormone, cái cảm xúc của con tính nó, con dạ, nó thay đổi. Dạ. Kiểu như có một cái việc nhỏ thôi là con đã kiểu rất là bực mình rồi. Mà chồng con thì rất là nhây, thấy con bực mình là chọc thêm cho bực thêm. Kiểu chọc tới khi nào mà hai đứa gây lộn luôn. Dạ, gây lộn thì thôi. Rồi là nhây đó. Nhây, một tật xấu là nhây. Tại vì lúc mà con chọc bình thường á đã cọc rồi, mặt đã nhăn rồi. Mà con càng nhây nữa thì càng nhăn hơn. Mà con lại khoái nhăn. Dạ đúng rồi, mà con thích cái biểu cảm mặt mà nhăn á. Nên là con cứ chọc cho tới khi nào mà cọc mà con nhây tới độ mà bực lên phải hét lên luôn, thôi dừng đi á, rồi thì con mới dừng. Nữ điên chứ đó, mà dạ, nữ điên lên đó. Nữ điên rồi đó, con mới dừng chứ mà có bình thường quá thì con lại không chịu. Rồi ví dụ như bả giận quá rồi mình dừng lại rồi có năn nỉ phải không? Dạ, tụi con từ lúc quen á thì đã nói với nhau á mà nếu mà có cãi nhau là giải quyết trong ngày hôm đó luôn, chứ đừng kéo sang ngày hôm sau. Nên là con vừa chọc điên lên xíu, xong rồi xíu là con lại dỗ. Con lại xin lỗi nha, giỡn nãy giỡn thôi chứ không có cố tình đâu. Rồi cái bà xã. Dạ xã ra. Rồi thêm tật gì nữa? Chồng con chắc có chỉ có là nhây là cứng đầu không? Dạ không. Con cứng đầu không? Chỉ có nhây thôi hả? Nhây dạ. Thôi. Có cái ví dụ nào mà về cái nhây này ra kể con nghe coi. Dạ ví dụ như vợ chồng thì con mới sinh em bé á, mà bạn này thì bí lâu quá. Xong cái bạn cứ khều con. Cứ khều vậy đó. Mà con nói không. Tại vì con không có đâu có đủ hormone để đáp ứng đâu. Xong cái cứ khều con hoài á, khều từ năm này qua tháng nọ luôn. Trời gì dữ vậy? Năm này qua tháng nọ dạ, luôn á. Là từ lúc năm ngoái sinh em bé tới bây giờ luôn. Trời ơi là con để đâu? Ác quá vậy. Trời ơi. Sao con ác với nó vậy? Con cũng mở nhưng mà con mở là từ từ. Tại vì sức con thì sinh em bé là sinh mổ. Mà con còn hút sữa nữa. Mà con hút chắc 2 lít sữa một ngày á. Nên là sức khỏe của con kiểu như là nó rất là yếu. Nên là con chỉ muốn ngủ à. Bây giờ là mong muốn ông xã thay đổi điều gì? Bớt nhây với con. Nó có một tật xấu là dạ, nhây thôi. Bây giờ nó thay đổi là bớt nhây thôi. Tới con đó, con nói cho dạ, nó đi. Tật xấu của vợ là chắc là cọc tính đó. Cọc tính nè. Dạ. Rồi. Có ỷ lớn rồi ăn hiếp. Dạ đúng rồi. Nếu mà nói ỷ lớn á thì không có. Nhưng mà có nhiều lúc á mà cãi nhau xong rồi sang ngày hôm sau kêu anh á, anh còn nhỏ, kiểu anh là chưa có kinh nghiệm đâu, với sự mà trải nghiệm của anh còn ít. Em là lớn hơn tới 4 tuổi mà nên em nhiều. Em ăn cơm rồi là anh còn bú sữa. Dạ đúng rồi. Cái gì nữa? Đúng rồi. Anh còn ăn sữa mà anh đòi cãi. Rồi sao mỗi lần mà nghe câu đó của vợ thì sao? Cứ vợ chồng nó cưới mà cứ tuổi tác. Anh nè, anh đòi bằng tuổi. Anh đòi ngang hàng với con. Đổi khai sinh luôn đi. Với lại mỗi lần mà khóc á là rất là khó dỗ. Là đỉnh điểm là một lần giấy khai sinh thì cái lần đầu tiên con đi làm á, con đã viết giấy đó, con cứ viết đi viết lại tại vì vợ con muốn con này, nhưng mà người ta lại nói con một đằng khác. Vợ con kêu giờ muốn ở Bình Dương, con kêu bây giờ nếu ở Bình Dương thì người ta muốn ký một cái tờ giấy gì đó. Xong rồi cái vừa về cái lần thấy là khóc, đang khóc. Xong rồi con mới kêu thôi vậy em đi làm giấy khai sinh đi. Thì giấy khai sinh thì anh là khỏi làm nữa, cho em làm. Lúc đó con đang ở cử nữa. Ảnh nói câu đó sắp ốc. Chứ đó kiểu nhây á. Dạ. Xong rồi con đợi hồi nữa thấy vợ con hết khóc. Nó khóc không cũng ít à. Xong rồi con thấy vợ con hết khóc. Cái con lại con kêu con mới giải thích cho con theo quê quán của anh đi. Vợ con không nói gì hết. Cứ im tới tối vợ con lại khơi cái chuyện đó lên. Lại nói nữa, lúc đó cũng trễ rồi, cũng 11, 12 giờ rồi. Tính con là con không muốn cãi. Mỗi lần cãi nhau là con hay bỏ đi lắm. Con hay đi bỏ ra ngoài phòng khách hay là gì đó. Không con nói đợi lại. Dạ đúng rồi, con đợi khi nào hết. Đợi con bình thường lại rồi, con đi vô con mới nói. Con vừa bỏ ra cái khóc quá trời. Khóc tiếp. Đúng lúc đó là vợ con cũng đi hút sữa nữa. Đang hút kiểu mà đang ức trong người mà còn bắt đi hút sữa là cọc á. Cái tự nhiên là làm rớt cái bình sữa. Vừa rớt xong cái khóc mà muốn ngất luôn. Khóc mà giống như mà con muốn đưa đi bệnh viện luôn á. Khóc ngất luôn. Xong rồi cái con không biết làm gì hết. Con mới bế cho phòng. Nguyên ngày hôm đó là con thức nguyên một đêm luôn.
Anh chưa mình cũng sót đúng không? Dạ đúng rồi, thấy có chuyện vậy mà mình đã làm vợ mình khóc rồi ngất gì. Lúc đó là con cũng tay chân hoảng, sợ, giờ, chứ. Sợ. Kiểu chưa bao giờ thấy vợ mà khóc mà cứ nằm yên mà cứ như vậy nè. Hồi lúc con, đó con có xin lỗi được không? Dạ, có dỗ dành được không? Dạ, sáng ngày hôm sau con có nói, con có xin lỗi. Cho nên giờ cuối cùng là thôi. Cuối cùng là đi đâu? Bình Dương hay đâu? Giờ vẫn... đang dạ cậu con vẫn ở đây vẫn làm vậy. Giờ con muốn vợ thay đổi đường gì đó, đường hay nó quá. Thay đổi là chắc là bớt khó chịu cọc tính lại thôi. Chứ mà mấy nếu mà nói về mấy chuyện kia thì không có gì khiến vợ thay đổi nữa. Có nghĩa là bây giờ nó đã xả cửa cho con rồi đúng không? Xả rồi dạ, đã xả rồi. Ờ dạ. Rồi vậy thì ngon rồi. Nói tóm lại là rất là dễ thương hai đứa con luôn á. Vợ của con nó đang trong cái thời kỳ á là gọi là hậu sản á, con hiểu không? Cho nên tính tình nó sẽ còn phải nóng tới khoảng khi em bé khoảng chừng hơn 5 tuổi rưỡi nó mới đầm lại. Con cố gắng chịu đựng nó thêm 7 tháng nữa đi con. Rồi bây giờ cho gặp em bé được rồi, không? Cho gặp để em con bé đi giống ai? Cho gặp em bé đi. Trời ơi. Các bà nhé. Ôi trời ơi, cái mặt ôi trời ơi, cái mặt em. Trời ơi, thương quá. Mặt con quá được con ạ. Ông Thuận chúc cho con ăn mau chóng lớn nha. Rồi lớn lên coi như lấy hết những gì tốt đẹp nhất của ba mẹ vào trong mình nghe con nha. Rồi chúc cho hai đứa lúc nào cũng yêu thương nhau, nhường nhịn nhau, tận hưởng cuộc sống, và chúc cho hai con luôn luôn hạnh phúc nha. Em mới cố lấy một đêm gần 3 giờ sáng nhắn tin cho vợ. Nhắn sao? Thôi mệt quá quen anh đi. Cái đêm đó tụi em ngủ mệt quá. Vậy là trước cuối cùng em tận hưởng. Và bây giờ mời quý vị chúng ta hãy giữ nguyên những tràng pháo tay như thế này để cùng chào đón cặp vợ chồng tiếp theo. Xin chào hai em đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Giờ mời hai em giới thiệu về mình. Dạ chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận và khán giả. Em là Lý Lâm Phong, em sinh năm 92, hiện tại em đang làm kinh doanh. Thôi mời em. Dạ em là Trần Bích Huyền, năm nay em 27 tuổi, em là thiết kế. Thiết kế nhưng mà bên lĩnh vực nào em? Dạ em là thiết kế nội thất hoặc là đồ họa. Nghĩ hả? Nhưng mà hiện giờ thì em làm giáo viên dạy vẽ. À, cũng được, cũng dính à. Rồi, hai em quen nhau bao lâu rồi và cái tình yêu của các em bắt đầu như thế nào? Dạ thì trước tiên thì em phải kể từ lúc mà em học cấp 2 thì ấn tượng đầu tiên về vợ em là đi chơi chung nhau thì em hay đi chạy xe đạp chở vợ, và vợ rất là hiếu động. Ngồi sau xe thì đung đưa, cởi em như cởi ngựa, rồi đùa. Và em rất là ghét. Em lại thích phụ nữ dịu dàng. Còn ảnh thì như thế nào em? Dạ là lớp 8 là em gặp chồng em, học chung lớp bồi dưỡng tin học á. Ổng đi vô em nhìn em thấy bực mình, thấy ghét lắm. Tại vì ghét cũng nhoi chứ không phải là bình thường như người ta. À cũng tăng động như cũng người ta vậy, cũng nhoi vậy. Rồi xong mà đi học mà đội nón, mà trong lớp mà đội nón ngầu lắm. Em chưa bao giờ ghét ai, em ghét là em không tiếp xúc với mấy người đó nữa. Thì chỉ có duy nhất vợ em là em tuyên bố là tao ghét mày. Chưa bao giờ ghét ai hết á. Nhưng mà trước đó là chưa, mà các chưa bạn hề có dấu không hiệu có một cái lời nguyền gì dạ. cho nhau đúng không? Thì cũng có anh, tại vì đến em chơi thân đến một thời điểm thì bắt đầu em cũng trải qua rất nhiều vấp ngã, rồi công việc cuộc sống rồi thì bắt đầu em thân thiết với vợ, tiếp xúc với vợ em nhiều hơn. Thì lúc đó em với vợ có hứa với nhau là nếu 30 hai đứa mình ế nhau quá thì hai mình cưới nhau. Cho dù 30 lần á. Dạ. Mà chưa tới 30 nữa, 25 nữa là hốt luôn rồi. Chắc chắn là hai em là phải có một khoảng thời gian chia sẻ với nhau và nói chuyện với nhau thật nhiều rồi mới bắt đầu mới có tình cảm với nhau đúng không nào? Vậy thì tỏ tình có mắc cười không? Chơi nhau một thời gian dài, cái tự nhiên cái đang ngồi ăn hủ tiếu gõ hai đứa, cái tự nhiên ổng đang ăn cái ổng giục đũa xuống luôn bàn, ổng nói mệt quá à. Cưới chị 30 tuổi lâu muốn chết luôn, phải cưới bà luôn cho rồi đi. Xong rồi lúc đó em vẫn tâm lý là bản thân mà, em mới nói là mày bị điên hả? Cái là coi như là chắc là tỏ tình thất bại. Là tỏ tình bên tô hủ tiếu. Trời đất ơi, em tỏ tình lãng nhách gì luôn á hả? Mà thật sự là lúc đó là em đã có cảm tình với bà. Dạ lúc chưa? Đó là em đã bắt đầu thích vợ em rồi. Chồng em á lại đi nói với cô bạn thân khác trong nhóm luôn đó là anh sẽ đi hẹn hò với crush. Cái xong tự nhiên em nghe xong cái tự em thấy sao kỳ. Kiểu em ghen á. Cái xong em hơi ghen rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Em tức quá cái em mới nói với bạn em là thôi cái hôm mà chồng em đi chơi với lại Russ á thì em với bạn em đi ăn, cái ai nhà gặp ông này với lại một người bạn khác trong nhóm tự nhiên đi lại quán ngồi ăn chung vậy, cái hỏi ra mới nói là đâu có đi với ai đâu. Là Russ này nè. Đúng không? Dạ. Càng ngày em càng biết là em mới xác định rõ là em rất là muốn quen
vợ em và xác định rõ là sẽ cưới vợ em. Thì em mới cố lấy một đêm gần 3 giờ sáng nhắn tin cho vợ. Nhắn sao? Thôi mệt quá, quen anh đi. Trời đất ơi, trời ơi, tỏ tình. Lần đầu tiên là quăng đũa, lần thứ hai là nói thẳng vô mặt luôn. Thôi mệt quá, quen em đi. Sao em? Là em có nói không? Thôi mệt quá, tôi đồng ý đó. Em suy nghĩ, nhưng mà em sợ cái nhóm bạn em á. Tại vì tụi nó nói là từ nhỏ đến lớn là chơi trong nhóm, không có được thích nhau nha, không có được quen nhau trong nhóm. Tại vì quen rồi lỡ chia tay rồi mất tình bạn. Ai nhà đâu là hả? Em suy nghĩ hồi, thôi kệ đi. Bây giờ mình quen 4 tháng mà mình vẫn còn quen tiếp được á, thì mình sẽ công bố với tụi nó. Cái ai về đâu quen có 1 tháng, 2 tháng nè. Thôi được rồi, được rồi đó, có tụi nó luôn đi, chắc chắn là mình sẽ cưới nhau. Rồi còn cái nụ hôn đầu đời của đó, hai đó, đứa đó, đó. Nó xảy ra trong hoàn cảnh nào và lúc nào? Đi chơi hẹn hò nhau là ôm lại kỷ niệm thời lúc mà mình còn có nít á, là đi vô Đầm Sen chơi. Thì chơi lúc đó em mới chào nụ hôn đầu với vợ. Mà ở đó có một cái ấn tượng là hai vợ chồng đi chơi nhau vui vẻ rồi hôn nhau á, thì vợ em lúc đó đang có niền, thì có cái mắc cài. Thì em thì không có kinh nghiệm, mối tình đầu em cũng chưa hôn qua cô ấy. Và cuối cùng em hôn vợ mà em nhiệt liệt quá, sướt môi mà kể cả vợ em cũng không biết đến. Trời ơi, dướng niền đó, dướng niền. Sướt. Chà, cái nụ hôn mà có niền răng quá lạ. Sao cái nụ hôn đó rồi có đi đâu đâu? Dạ thì thường vợ chồng em thì thích xem phim và coi kịch, đi ăn uống gần gần. Mà vợ chồng em thì không có thích đi nhà hàng này nọ thứ. Em không hiểu yên bin rồi. Không phải, sao dạ, em không hiểu yên bin rồi. Cái cấp độ á, giống như ăn mì cay mà bảy cấp độ đó. Có vượt qua ranh giới hay không? Thì cái đó. Vụ cái nụ hôn nó là cái mới cấp độ 5 thôi. Còn có cái cấp độ 7 có đi không? Dạ không chị ơi. Tại vì cảm giác quen bạn thân á, mà chơi lâu á, đó giống như là anh em trong nhà vậy. Cái cảm giác nó rất là chậm, mà tụi em hay kiểu là vui quá nhưng nít vậy đó, không có quan tâm nhiều với chị. Nhưng mà ổng có khi nào mà ổng gợi ý không? Dạ không, cũng có cơ hội để làm chuyện đó đâu. Tại vì là tụi em đâu có đi chơi xa đâu. Có nghĩa là tụi em giữ cho nhau đến đêm tân hôn. Bao lâu, tụi em yêu với nhau bao lâu thì mới cưới? Ừ, tức là dạ, tụi em 2 năm. Từ khi biết nhau từ cấp 2 cho tới lúc mà tụi em cưới là bao nhiêu năm? Chắc bây giờ là 13, 14 năm. Và trong 2 năm đó là giữ trong sáng. Dạ đúng rồi. Cái đêm đó nó đặc biệt không em? Sao không? Cái đêm đó tụi em ngủ mệt quá. Cuối cùng suốt mấy 2 năm trời chờ đợi một cái đêm đó, còn em thì sao? Em với vợ cùng mệt quá, lăn nhau ra ôm nhau ngủ. Đi vô nghĩa quá. Tới nãy đi tuần trăng mật á là tụi em ngủ suốt chuyến đi luôn. Tới giờ tới giữa tuần trăng mật là ngày thứ 3 tuần trăng mật bắt đầu mới là đêm tân hôn, mà nó cũng tào lao lắm chị. Tào lao lắm hả? Tào lao sao vậy? Tại vì cả hai vợ chồng đều không có kinh nghiệm ấy, thì cứ quờ quạng nhau mà. Sao quẩn nhau vậy hả? Chị cảm thấy như vậy nè, vì hai bạn này á là kiểu như chơi nhau thân quá. Thân mà thân giống như trong nhà rồi. Thành ra bây giờ tự dưng là dính vô cái chuyện đó, tới là nhiều khi nó cũng cần thiết luôn á, đúng không? Một năm đầu á là tụi em kiểu như là giỡn mặt lắm, kiểu thôi cũng được, khó cũng được, cũng có cũng sao. Với cho tới khi mà sau năm thứ 2 là bắt đầu muốn có con, bắt đầu nghiêm túc. Đến gặp bác sĩ. Dạ đúng rồi, tại vì tụi em thả cũng mấy tháng mà sao chưa có. Cũng sợ bác sĩ khám thì đi từ đông sang tây luôn, mà mọi người đi siêu âm đi làm các kiểu mà người đó bình thường không có gì hết. Cái xong mới hỏi một bác sĩ, ủa vậy giờ tụi con có khó có con không? Cái bác sĩ mới nói là không, tụi bay dễ có con lắm, tại tụi bay thôi. Mà tại sao thì là anh hiểu rồi. Sao em? Tại sao? Tại vì kinh nghiệm không có. Và bác sĩ có dạy luôn không? Dạ, thì bác sĩ có chỉ một số cách để mình dễ có hơn. Rồi sau khi mà được bác sĩ tư vấn, rồi cái tần suất nó đều đặn hơn, thì tụi em có thấy là cái việc mà về quan hệ, về tình dục đó, nó có cần thiết với tụi em chưa? Hay là nó vẫn như những hồi năm rồi, là có không được, không có cũng được? Cũng vậy thôi. Cũng vậy thôi. Vậy luôn hả? Chắc là chưa đúng bài. Dạ sao á? Rồi bây giờ nè, bạn với nhau mười mấy năm, rồi yêu nhau là 2 năm, rồi cưới nhau được 5-10 tháng đó, ở với nhau một cái khoảng thời gian quá dài như vậy, vậy thì có phát hiện tật xấu của nhau không? Dạ nhiều lắm. Hồi lúc mà chơi thân á là ổng là cái người hay cãi với em thôi, nhưng thật ra là vẫn ít nói, ít mà quan tâm tới những cái sự kiện mà tham gia vô cái cuộc nói chuyện chung. Nhưng mà về nhà là nói rất nhiều, nói từ A tới Z luôn. Xong rồi ăn cơm là món này mặn quá, món kia lạc quá. Xong rồi là tật xấu của em, mấy đứa em là cứ kể ra, cứ nói là mày không được như vậy nha. Rồi đồ đạc á là cứ có bao nhiêu đồ mặc trong người á là tối về thay đồ á là thả hết trong phòng. Nói luôn. Nhiều nè, bừa bộn nè, đúng không? Đó. Bừa bộn nè. Rồi gì nữa?
Sau rồi khó ăn uống lắm, mà ăn đồ mà phải khoa học, phải ăn đồ luộc, đồ hấp, không ăn vặt. Rồi giờ tới em đó, cô ấy có tật xấu gì không? Dạ, tật xấu của vợ em thì là cứ hay quên lắm anh. Ví dụ là ngày hôm sau mình đi ăn tiệc, dự tiệc, thì tối hôm đó em đã báo giờ giấc rồi, sáng hôm sau hỏi một lần, chưa hỏi hai ba lần, tối hỏi thêm vài lần, chuẩn bị đi trước khi đi còn nửa tiếng hỏi thêm lần nữa, cứ hay quên vụng về. Lúc trước khi cưới thì em hay qua nhà vợ, vợ làm đồ ăn sáng cho em ăn, thì làm rất là đẹp, rất là ngon, mà không hiểu sao từ ngày cưới về á, lúc nào cũng làm thất bại. Ồ, vậy là hồi đó là nhờ má làm hả hay sao? Dạ, trực tiếp em nhìn luôn á vậy. Ồ, vậy hả? Dạ. Bây giờ cưới nhà về thì cũng những cái món đó thôi, nhưng mà không, mà thất là bại. Không làm thất bại. Ủa lạ vậy? Có tiểu xảo gì không em? Không có luôn chị, tự nhiên em chiên trứng bể hoài. Ồ, vậy đó hả? Rồi, còn tật xấu gì nữa? Dạ, đi chơi với em chồng á, thì nói với em là em đi tầm nửa tiếng về với anh liền à, anh nhà đợi em tí nha. Đi đến 11 giờ em không gọi là không về luôn. Đi chơi quên giờ giấc. Tham chơi. Rồi cái nguồn kinh tế trong gia đình ai là người nắm giữ? À, người quản lý chi tiêu là em. Mà vợ em thì bây giờ đang học cao học, thì những hôm đi học á thì em, người quản lý chi tiêu em hay hỏi vợ em, vợ ơi em còn tiền không để anh cho em tiêu xài. Thì vợ em còn nhiều tiền lắm anh, mà em cứ rất là lâu rồi em vẫn chưa cho thêm. Mà vợ em vẫn còn thì em nghi ngờ, thì mới mở cái bóp ra, chỉ còn 15.000 mà toàn 1-2.000. Trời ơi. Rồi tiền em tiêu xài sao? Thì em cứ thấy vợ hết thì em cứ lén bỏ vào, rồi cứ vậy, cứ tối và em cứ mở bóp vợ để bỏ tiền vào. Má không quan tâm luôn. Và em cứ nghĩ là ủa, còn tiền nhiều lắm anh ơi, còn nhiều tiền nhiều lắm. Có ông bụt xuất hiện cho tiền á, thật sự là em không hề biết luôn, em không quan tâm luôn hả? Vậy đúng rồi, em không để ý luôn á, tại vì em không có người, em là người không có quản lý được mấy con số, em ghét số, em đừng kêu em tính tiền gì hết trơn, em không thể đếm tiền được luôn. Xong rồi lúc nào cũng thấy có tiền, cứ nghĩ là chắc mình không xài sướng mà. Thôi kệ vậy đi, ông chồng giống như ông bụt. Ừ. Rồi còn gì nữa không, có ghen không? Dạ giờ em rất là ghen, chỉ cần em chạy xe á là em liếc nhìn đường á, thì cứ sẹt cô gái đi ngang qua thì vợ em cứ nhìn nó, anh nhìn gái hả? Thì em phải giải thích. Và vợ em thì người thẳng thắn á, mà giống như là bạn bè mà đối xử tệ với cô ấy á, thì vợ em hay nhớ là kể là từ A đến Z, không sai một dấu, không sai một chữ, không sai bất cứ cái gì, kể 100 lần là như một. À, mà kể đi kể lại. Dạ. Cứ nhắc tới chuyện đó là em sẽ như bấm nút vậy, là play một cái là nó đi chen vậy. Dạ, đó là để bụng đó chị. Rồi có mong muốn thay đổi gì không? Em có mong muốn thay đổi, vợ em thay đổi điều gì? Hiện tại thì em chỉ mong muốn vợ em bớt ham chơi, nghiêm túc hơn. Nghiêm túc hơn chống gì? À, nghiêm túc hơn với em á, bớt nhai nhua với cả hai vợ chồng mình quá nhai nhua. Lầy á hả? Dạ, giờ em mà lầy là em lầy theo luôn. Rồi còn em thì em mong muốn ảnh thay đổi điều gì? Em thì ông xã em đối với em thì cũng không có gì để phải thay đổi hết. Nhưng mà riêng về cái mảng sau này mới biết là cái cách đối với mấy đứa em hay càm ràm á, thì em mong là chồng em bớt càm ràm mấy đứa em lại. Vậy thôi. Còn bây giờ chị hỏi nè, trong cái chuyện vợ chồng của tụi em là bây giờ tụi em đã nghiêm túc chưa? Dạ. Hay là vẫn còn nhây nhưa, vẫn còn lầy? Dạ nghiêm túc rồi chị. Dạ tụi em nghiêm túc rồi. Và vợ chồng em vẫn thích chuyện đó, nhưng mà nó không phải là cái chuyện quá quan trọng với tụi em. Vì sao mà tụi em cái cảm xúc tình dục tụi em không có nhiều? Bởi vì tụi em quen nhau lâu quá rồi, thành ra là những cái xúc động, những cái rung động mà về cái cảm giác về tình dục nó bị giảm đi so với cái mà người ta mới gặp nhau. Bởi vì cái gì cũng vậy, mới mà, mới thì nó sẽ tạo ra nhiều những cái xúc cảm khác nhau. Nhưng chị nghĩ rằng trong cái mối quan hệ vợ chồng á, tụi em phải tìm cách nào đó là mình tạo ra cái xúc cảm đó, để mà cái việc đó nó đi đến cái kết quả mà mình đang muốn, đó là đứa nhỏ, hiểu tận không? Hưởng. Mình tận hưởng cái chuyện đó thì em bé sẽ đến rất là nhanh. Em cảm ơn chị Hồng Nguyễn. Rồi nhân đây thì anh cũng chúc cho hai vợ chồng em mọi thứ sẽ trở nên hòa hợp hơn, và đặc biệt là năm sau sẽ chào đón một thành viên tuyệt vời đến với gia đình chúng ta. Nha. Cảm ơn Quốc Thuận. Minh Trí, năm nay con 26 tuổi, và con đang làm kinh doanh về lĩnh vực vận tải. Con ở quận mấy Trí? Dạ con ở quận 9. Quận 9. Dạ. Rồi mời con. Dạ con tên là Trần Ngọc Bảo Uyên. Năm nay con 24 tuổi. Dạ con ở Gò Vấp, với lại công việc của con là content creator. À, content creator. Dạ. Là trên các nền tảng mạng xã hội. Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ chắc có lẽ là xem nè, xem TikTok cho nên là mến mộ cô này rồi là theo đuổi cô ấy đúng không? Cua cô ấy đúng không? Dạ không có. Dạ không có. Là thực ra là con với vợ con gặp nhau cũng tình cờ đó mấy chú. Cách đây khoảng
hai ba năm trước thì là trong một buổi tiệc của một người bạn con thì là con mới gặp vợ con, nhưng mà lúc đó gặp xong thì một đứa thì có người yêu, còn một đứa thì vẫn chưa có người yêu, nhưng mà cũng không có ai để ý hai cái chú. Cái xong cái về khoảng đi một thời gian khoảng 2 năm sau là lúc đó con có mở một cái nhà hàng, thì lúc đó là bạn con mới bút ngay vợ con tới quảng cáo cho nhà hàng của con. Dạ à, vậy dạ. Đó hả à. Tức là lúc đó là con đã làm dạ. Content rồi à. Dạ, nhưng mà có nhận ra liền không? Dạ con... nhận ra. Con không có nhận ra. Mà cô hỏi nè, cái lúc đó là ảnh trả hậu hĩnh không? Dạ nói chung là tại vì cũng nói là người quen thì cũng không có hậu hĩnh lắm đâu cô, cũng không có đúng giá của con lắm đâu. Không hậu hĩnh lắm. Sau này con quảng cáo xong rồi, cái bạn con mới nhắc là cái ông mà chạy chiếc mô tô bự đó à, con, à cái ông mà có nhớ. Cái xe đẹp đẹp á hả là à, con mới nhớ. Rồi bây giờ cái nhà hàng của ảnh còn không? Dạ đã bay sau lúc mà dịch chú. Con review sao mà nhà hàng nó bay luôn vậy? Không phải, con nhớ con review xong mà con thấy lần nào con lên cũng đông lắm. Mà lúc dịch đúng không? Dịch dạ. Gì ổng dẹp luôn đúng dạ, không? Dạ đúng dịch rồi. Là nó giật hết em ơi. Đó. Rồi con lúc con thấy cô gái TikToker này con có thấy cổ xinh không? Dạ cũng không á chú. Ờ cũng không á chú. Là cái lúc mà con gặp lại rồi. Kìa lấy con kìa. Dạ tại vì lúc đó thì con mới mở quán là con bận phải tiếp khách nhiều á. Hầu như là tối nào con cũng phải lên tiếp khách để nhậu hết. Thì con cũng gặp bạn này thoáng mà thôi. Thì con chỉ nhớ là bạn này cười đẹp thôi chứ cũng không có gì. Cái đoạn nào, cái khúc nào mà hai đứa để ý nhau? Là gần tới đó cô, cái là bạn con thấy bạn có đăng một cái cáp buồn. Con hồi đó con hay đi lướt, con thả icon dạo. Thả dạo đó phải không? Cái bạn mới rep icon của con, rồi hai đứa mới nói chuyện với nhau. Thả icon gì vậy? Trái tim tự nhiên hả? người ta đăng buồn mà tự nhiên cái ha ha ông nội ơi. Cái con kêu ha ha cái gì? À. Cái ông kêu là có gì đâu, thì anh thấy vậy mắc cười anh ha ha thôi. À. Là cái hai đứa con cứ kiểu nói chuyện qua lại nhưng mà với một cái tâm thế là như hai đứa con trai vậy á cô. Nói chuyện mà cọc lắm chứ không phải giống như là một người con trai đang nói chuyện với một người con gái. Con mới muốn hỏi là bây giờ nếu mà anh thích em thì bây giờ tụi mình tìm hiểu, tại vì lúc đó con cũng sợ, có lúc con sợ mọi người, con sợ đàn ông lắm cô, con cảm thấy không có tin được ai hết trơn đó. Lại con thấy ông này rất là đàng hoàng thì con mới hỏi là còn nếu mà anh thích em không, thích thì mình tìm hiểu. Cái ổng mới kêu là không. Dạ tổng lắm vậy nên lúc đó là ổng đang chở con trên xe. Sao kỳ vậy, con giải thích cho cô cái tâm sinh lý của con lúc đó như thế nào mà dạ. Với một con bé nó dễ thương đúng như rồi vậy. Thiệt mà nó hỏi mình như vậy mà con trả lời một cái câu không. Dạ tại vì là lúc đó là một phần là tại vì bạn này kiểu như là có nhiều cái mà con kiểu là con không dám tiến tới cô, kiểu như là sao? Cái thứ nhất là bạn con cũng biết là bạn này cũng nổi tiếng đi, cũng là trên mạng cũng có nhiều người ấy. Với cái thứ hai đó là bạn đó có hình xăm một xíu. Dạ thì cái xăm đó ở là đâu? Xăm ở đâu? Xăm mở tay thôi, nhưng mà kiểu nhà con thì hơi khó nên là lúc đó con cũng hơi sợ. Rồi khi mà con nghe cái không đó rồi cái cảm giác của con sao? Thì con kêu không vậy thôi đừng nói chuyện nữa đi, tại vì tính con cũng thẳng, con kêu vậy thôi đừng nói chuyện nhiều nữa tại vì tự nhiên nói vậy mất thời gian của nhau, ai cũng lớn hết trơn rồi. Nhưng mà con có hỏi tại sao anh lại trả lời không? Dạ không, tại người ta đã nói không rồi. Tự ái chứ đúng không? Dạ. Con chảnh lắm. Không thì thôi. Rồi sau đó nhà ai nấy ở? Dạ đúng, rồi. Nhà con rồi, im sao? Lặng luôn. Thì tới lúc mà con im á thì ông này vô rep story con. Rồi con hay đăng mấy cái ads ở trên Insta hay gì đó là vô hỏi, tự nhiên hỏi đô bạn nhậu được mấy lon. Rồi hỏi ba cái nhậu nhẹt rồi cứ kiếm chuyện với con nói gì đó. Mà lúc đó con bơ tầm tháng 2 tháng gì đó. Cái cú twist nào mà để cho cô ấy chịu gặp lại con? Dạ thì con kiểu như là cái lúc mà bạn ngưng không nói chuyện với con nữa thì con kiểu là con mới cảm thấy là con có thích bạn này. Thì con cũng nói chuyện lại với bạn thì cũng nhiều vào Facebook đồ cho ăn. Nhưng mà em có chịu gặp mặt không? Dạ, mua đồ luôn à. Thì con vẫn lấy đồ ăn bình thường. Bao nhiêu lâu thì tụi con chính thức quay lại với nhau? Nói chung là cứ gửi đồ ăn qua cho con vậy, hoặc là đi làm cứ qua nhà con rồi đưa đồ ăn. Ông rủ con đi nhậu, cái đi ra nhậu cái xỉn chở con về tới nhà cái kêu ê anh mắc vệ sinh quá, cho anh đi ké vệ sinh được không? Cái con lên, con dắt lên phòng, con đi vô con đi vệ sinh, cái con ra thấy ổng nằm ngủ luôn, nằm ngủ trên giường luôn cô. Mà cái phòng con có cái sofa. Ủa con ở với ai? Dạ lúc đó là con ở ngoài, con ở nhà riêng. Dạ thì giờ con cũng lên con nằm vậy đó, xong con quay ủa ông này ông xỉn thiệt á ta. Cái hồi đó con thấy quay qua hung con. Ủa, con muốn chịu trận luôn. Dạ thì con cũng thích mà. Rồi sáng hôm đó làm sao? Dạ qua ngày hôm sau cái kiểu như là con cũng bị rối, tại vì trước giờ con chưa có biết kiểu như tỏ tình như thế nào á. Nên sẽ là cái con chưa dám nói luôn. Cái xong cái con đang suy nghĩ thì bạn mới nhắn cho con. Tại sao hôm qua anh hôn em vậy rồi anh lại im lặng? Nhưng mà thực sự là không phải là con im lặng mà là con chưa biết nói như thế nào.
Dạ. Rồi như vậy tụi con yêu nhau trong bao lâu thì mới làm đám cưới? Dạ con cưới tháng 9 năm ngoái thôi. Tháng 9 năm ngoái. Nhưng mà yêu nhau được mấy bao lâu? Dạ tụi con quen nhau được một năm là tụi con quyết định cưới luôn á. Trong quá trình một năm yêu nhau thì có giận hờn chia tay chia chân gì không? Dạ cũng có. Lý do chia tay? Có một lần, cái đợt đó là con đang bị Covid. Bị Covid nên con ở nhà không có gặp nhau được á cô chú. Thì con cũng gán đợi tới ngày thứ 6 rồi, là còn một ngày nữa là được gặp người yêu mình rồi chú. Đó con đang rất là vui luôn. Nôn nao. Vô tình con lướt Facebook cái con thấy một tấm hình, tự nhiên cái mũi bạn này nó dài lộ quá. Mà tại vì trước đó là bạn có nói con xin con đi kiểu là đi tiêm mũi chỉ gì đó. Nhưng mà là con không có đồng ý, thì hai bên đã thống nhất với nhau là không có làm cái đó rồi. Và bạn canh con bị cách ly, cái bạn đi bạn tiêm luôn. Giống như có cơ hội. Kiểu lúc đó con bị sốc, kiểu con thấy tấm hình ấy con bị sốc. Rồi xong cái kiểu lúc đó thì con cũng chia tay. Con đòi chia tay? Dạ. Nhắn tin chia tay hả? Dạ. Tại chuyện gì? Tại con bị tại con nhìn cái mặt đó, nó không có vô. Nó không chia có vô. Gì? Vậy là chia tay trong bao lâu? Dạ chắc chia tay được ngày. Ngày. Dạ tại vì lúc nào làm quê? Qua ngày hôm sau là con hết cách ly rồi. Thì cái bạn mới kêu con qua để nói chuyện. Chồng con chia tay con nhưng mà con không có cam tâm. Tự nhiên nói cho rõ ràng cho dạ, tự nhiên con làm cái đó thì con đẹp hơn thôi. Với lại một phần nó cũng không có phải là quá. Với lại cô biết cái mũi chỉ á, nó đâu có giữ hoài đâu. Nó tầm hả nửa năm, năm là hết trơn rồi. Mà tự nhiên cái chia tay vậy là sao con không cam tâm. Con kêu qua. Con muốn kêu qua để coi là thật sự ở ngoài nó không có phải cao vuốt lên như vậy. Mà qua mà thấy vợ thì sao? Thấy nhan sắc vợ thì sao? Nó vẫn cao thiệt, con không chấp nhận được. Nói chuyện thì cũng khóc lóc, cái lấy cái con xìu cũng nên thôi luôn. Thôi quê luôn. Dạ. Bây giờ thì chú hỏi nè, có lãng mạn không? Có tỏ tình, có làm một điều bất ngờ trong cái ngày mà cầu hôn không? Dạ, chồng con thì không có gì lãng mạn hết. Nhưng mà tại vì con nói với chồng con là thôi bây giờ em thích anh làm cái gì thì anh làm cái đó nha. Lại ví dụ con muốn là sinh nhật con anh làm gì vậy nè, là anh sẽ làm theo thì dạ, thôi con làm. Thấy vậy thôi cũng được. Thì cái hôm mà hỏi cưới con thì sao? Có lãng mạn dạ, không? Dạ, cái lúc đó là Tết cô, hai đứa gọi điện. Cái tự nhiên cũng tâm sự rồi nói chuyện tới 1-2 giờ sáng á, cái kiểu thôi anh thấy anh với em vậy cũng được rồi đó, thôi mình cưới đi. Nói qua điện thoại hả? Dạ. Tới điện thoại hả? Lãng mạn quá ha. Kiểu là cái chuyện cưới hỏi của tôi ông bạn nó lẹ lắm cô. Kiểu là hỏi hai đứa hỏi ý nhau cái xong hai đứa ok cái cưới luôn. Qua bữa sau con kêu ba mẹ con qua để bỏ rượu luôn. Mà cái lúc bỏ rượu rồi xong hết rồi cô, cái tới gần ngày đám hỏi rồi cái tự nhiên cái chị mới hỏi con là ủa anh vậy là mình cưới thiệt hả anh? Cái con đủ ủa gì em? Sao vậy? Giỡn vô tư đi. Con nghĩ là nhà của chồng con là làm nhanh làm liền vậy luôn. Còn còn bên gia đình con thì sao? Dạ thì ba mẹ con gặp thì khoái lắm. Tại vì kêu mặt chồng con phúc hậu. Rồi kêu là nhìn tao nhìn á, tao thấy là nó thương mẹ, nó thương mày lắm. Nó thương mà mày lắm đó. Tướng này tướng giàu nữa con ơi, nó giàu lắm. Cái lỗ mũi của nó kìa. Con gặp đúng cái tùng cái bách rồi đó rồi. Con mãn nguyện rồi. Rồi bây giờ nói, nè tới cái phần không, kia đi chị ơi. Ừ, đám cưới xong vui không? Dạ vui. Vậy là vẫn còn giếm được cái tật xấu của mình không hay là cũng lòi hết? Lòi hết luôn. Bây giờ đứa nào kể? Chồng của con là con nhìn rất là điềm đạm với lại hiền đúng không, nhưng mà lúc mà cưới về xong rồi con mới phát hiện lòi ra cái thói sân si. Sân si hả? Dạ tự nhiên cái tụi con đang chạy xe ngoài đường vậy nè, cái tự nhiên có một cái bạn kia thì mang một cái ba lô, thì bạn có in hình người yêu của bạn lên cái ba lô đó. Cái tự nhiên chồng con quay qua kêu em kiểu thương nhau quá trời em ha, ý là nói là thương quá ha, để hình lên mà đặt kiểu lấy hình đúng không, dạ đúng rồi, cái mặt sân si mà cái dẻ đó, cái mặt rất là sân si dạ. Đúng không? Tiếp tục. Con thấy chồng con có lượm thượm không? Dạ có, chắc là quen con xong mà con mua đồ cho mặt là rồi con chỉ là mới làm, còn chồng là không có biết ăn mặc rồi mập gì đó mà cũng hay bận mấy cái đồ body rồi lòi mấy bụng. Dạ đúng rồi đó, cho nên là lúc mà cưới xong mà con bắt là phải gọn gàng tươm tất lên. Con á bây giờ vẫn là một hot tiktoker, một người nổi tiếng trên mạng đúng không? Vậy thì chắc chắn là sẽ có rất là nhiều fan hâm mộ, trong đó là fan nam chắc chắn là nhiều hơn. Ông có ghen không? Dạ hình như là không, tại mấy fan nam mấy con không có thấy comment. Tại vì thường cái nào con thấy comment là yêu con trả lời thay vợ con hết rồi. Vậy là không có ghen đó. Không có ghen đó chị. Không có ghen đó. Không có ghen. Trả lời giùm thôi chứ không có ghen. Mà thường trả con trả lời sao? Chắc cọc lóc lắm đúng không? Hoặc là xóa luôn á. Sân si, trả lời một cách sân si cô chú. Con mà thấy chồng con bắt đầu lại ôm rồi, bắt đầu hung con là con biết rồi. Là con biết là chắc ổng dòm thấy một cái gì đó rồi, cho nên ổng lại ổng sát chứng tỏ rồi. Dạ đúng rồi, biết là qua đã có chủ rồi nha mấy người. Đó. Rồi giờ mong muốn con xã mình thay đổi điều gì nè? Dạ con chỉ mong là sau này con có em bé hay là cái gì đó thì ông xã cứ như bây giờ là được. Tại vì con thấy là bây giờ là chồng con đã làm tất cả mọi thứ theo ý con thấy cái sự thay đổi luôn, chứ không phải là
rồi thôi là con muốn cái gì là rất là chiều. Thôi có con thì cứ giữ vậy thôi là thấy được rồi. Viên mãn hạnh phúc. Bây giờ là con đủ rồi ha. Dạ. Lắng nghe vợ và thay đổi, đúng không? Và thay đổi tốt. Dạ. Bây giờ tới con đó. Dạ, còn về vợ con thì từ lúc cưới giờ nhiều lắm chú. Có nhiều cái bệnh mà ngộ lắm, mà trước giờ con không có thấy, kiểu như là vợ con bị một cái là hay quên, nhưng mà là như là mình nhớ đúng vậy đó. Là con ví dụ một chị đơn giản đó là ví dụ vợ con kêu con lấy cái này đi, mà con vừa lấy cái này con để ở đây xong, cái bà đi đâu một vòng, quay lại, ủa sao anh lại lấy cái đó để ở đây? Cái con kêu em mới kêu anh làm như vậy luôn. Không có, em đâu kêu anh làm vậy, nào giờ em đâu kêu vậy bây giờ. Đó là kiểu vậy luôn. Hay quên. Mà luôn tỏ là mình là nhớ đúng. Dạ. Này hơi bị khó đó con, nó tức là nó trong gọi là bệnh lý rồi. Có nhiều cái mà nhiều khi con muốn đặt camera trong nhà đúng không? Kiểu như là để cái đó nữa mình quay lại, tại không quay lại nói không được. Con nên đặt camera ở phòng bếp là một nè, phòng khách là hai nè, đó là sẽ lòi ra cái mà cái gì người cần quên phải nhớ, người cần nhớ phải quên. Mà con phải ghi âm nữa nghe, có nghĩa là phải có cái micro nữa. Rồi sao nữa nè, sao nữa nè? Chứ có một cái là tính vợ con là hay bị cọc. Mà cọc nhiều cái kiểu là kỳ theo cảm tính đúng không? Mà mỗi lần cọc lên á thì vợ sẽ kiểu là ăn nói nó hơi bị cọc lóc xíu. Giống như một sự việc như vậy là bữa sáng đó con dậy sớm đi, cái con mới đi ăn sáng. Ăn sáng con mới mua đồ ăn sáng cho vợ con. Là con biết bà thích ăn bánh canh. Thì con chỉ biết mua bánh canh thôi, thì bà này mua sai ý bà là bà sẽ nói mình là con biết vậy, con trừ hao con mua bánh canh luôn. Cái xong cái con về, cái con phơi đồ luôn. Cái xong con mới lát nữa bà dậy, cái con mới bảo em xuống đi ăn bánh canh đi, anh mua bánh canh cho em kìa. Cái bà kêu là cũng phải em mới ăn bánh canh rồi giờ anh mua bánh canh gì nữa, anh kỳ quá vậy trời, có vậy cũng biết nữa. Mà trong khi đó là sáng là mình đã dậy sớm, mình để cho bà ngủ rồi, mình làm hết tất cả mọi thứ luôn đó. Cái xong cái vậy là cọc lên như vậy đó. Mà con không nhớ hôm qua nó mới ăn bánh canh hả? Dạ không. Tại vì là hôm qua là mẹ chồng mua cho con ăn. Dạ đúng rồi, nó không nhớ. Vậy làm sao nó không nhớ là đúng rồi. Con được. Mà hai chồng là đang ở chung với ba mẹ chồng. Dạ. Dạ. À. Rồi con có sợ làm dâu không? Dạ đó là cái là con sợ á. Tại vì thật sự là ở nhà con ba mẹ cũng cưng chiều con á, là lúc mà con ra ở riêng á thì con chỉ biết làm những việc cơ bản thôi, con không có khéo, con cũng không giỏi gì hết. Thì con sợ, với lại là bên đây là ở với ba mẹ chồng, ở với ông bà nội luôn. Dạ là nhiều thế hệ ở trong một cái căn nhà. Nhưng mà lúc mà con qua thì con thấy là mọi người dễ quá, cho nên là con mới đỡ áp lực. Chứ lúc đầu về là con sợ lắm, con còn cắm nồi cơm bị sống cơm nữa. Vậy có nghĩa là quên bấm ha, cắm dạ, rồi có thể là đó. Cái nồi cơm đó nó nhiều chức năng á, bấm lộn nút á. Rồi bây giờ mong muốn vợ thay đổi cái gì? Con thì con chỉ mong vợ con là lúc nóng giận thì vợ con nên kiểu như là kiềm chế cái lời nói mình lại. Đừng có nói những cái gì kiểu nó nặng nề quá thì làm nhau bị buồn thôi. Bị tổn thương đúng không? Thực ra cô thấy gì nè, bây giờ hiện giờ tụi con đang sống trong một gia đình ba thế hệ, phải khéo lắm á. Mình không có sống theo kiểu mà bản năng của mình được đâu. Tạm thời á, những cái gì mà hai vợ chồng mà đó, như là con có nóng nảy hay là này kia nọ đó, thì ở trong phòng, hai vợ chồng riêng ở trong phòng thôi. Và có giận nhau mấy đi chăng nữa cũng phải là điều chỉnh volume vừa đủ nghe cho hai vợ chồng thôi. Tại vì sao biết không? Thường á, tâm lý của những ông bố bà mẹ, nếu hai đứa tụi con mà hạnh phúc á, là ông bố mẹ vui lắm, vui và hạnh phúc lắm luôn. Rồi cái hạnh phúc của bố mẹ sẽ lan tỏa đến ông bà nội luôn, đúng không? Nhưng mà tụi con mà gây lộn nhau nhiều là bố mẹ buồn á, thành ra là phải khéo cái chuyện đó, nghe không? Dạ. Rồi, xin cảm ơn hai vợ chồng ha. Minh. Dạ vâng, con xin chào cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận. Con xin tự giới thiệu, con tên là Thanh Hoa, năm nay con 27 tuổi. Hiện tại con đang là nhân viên văn phòng và con đang sinh sống và làm việc tại vùng đất xinh đẹp Quảng Ninh, Hạ Long ạ. Hạ Long ạ. Hạ Long. Dạ vâng ạ. Đấy còn con. Dạ, xin chào chú Quốc Thuận và cô Hồng Vân và cháu là Mai Xuân Trường, năm nay cháu 35 tuổi, hiện cháu đang công tác và ở Quảng Ninh luôn. Các công tác bên gì? Con học dược, năm qua con đang làm dược sĩ ạ. Dược sĩ, Nhưng mà hai đứa là trước đây chắc là quen nhau từ thời còn đi học hay là cơ duyên nào gặp nhau? Dạ vâng, có thể là chồng con với con quen nhau là qua ô cửa sổ ạ. Ô cửa sổ ạ? Ô là sao? Là hàng xóm. Không, hát liền. Ô cửa sổ, hai nhà cuối phố, chẳng hiểu vì sao không khép bao giờ đó. Tức là hai bạn ở trong xóm đúng không? Dạ vâng, bởi vì là lúc đấy là chồng con có đang trọ ở ngay cạnh nhà con luôn ạ. Dạ vâng, thì là trong đấy trong một buổi tối trời trong thanh gió mát thì con đang ngồi học ở trên tầng 2. Thì đúng vào đợt mùa hè
thì con có mở cửa sổ với cả ban công cho nó mát. Thì chồng con lúc đấy cũng đang làm việc ở trên tầng 2. Thế là chồng con mới nhìn qua ô cửa sổ thì thấy có một cô bé đang ngồi học. Lúc đấy thì chồng con lại không có gọi con bằng tiếng, mà chồng con lại hú một cái. Tại sao kêu người mà giống như kêu khỉ vậy? Vâng, vượng chứ kêu vượng. Dạ, lúc đấy thì con thấy chồng con hú một tiếng đầu thì con cũng không để ý. Sau một lát sau thấy chồng con lại hú thêm 2-3 tiếng nữa. Con có nhớ cái tiếng hú đó như thế nào không? Chồng con chỉ hú lên một cái. Đó, thế là con mới bảo là con suy nghĩ ở trong đầu là sao tại buổi tối rồi mà lại không biết là còn có con gì nó đang hú. Thế con mới ngẩng đầu lên thì con thấy chồng con đang ở tầng 2 cửa sổ bên đối diện. Chồng con mới hỏi là em đang làm gì đấy? Ở trong phòng thì nó cũng hơi bị xa ấy ạ. Thế con mới không có nghe rõ thì con mới đi ra ngoài ban công ở chỗ cửa sổ. Thế con mới hỏi là anh hỏi cái gì? Thì chồng con bảo là em đang ngồi học bài à? Thế con cũng trả lời hồn nhiên lắm, con bảo dạ vâng em đang ngồi học bài. Thì lúc đấy chồng con với cả con thì cũng lúc đấy cũng đứng nói chuyện ở ban công ấy ạ, cũng rất là lâu. Một hồi lâu thì bố con ấy ạ xem tivi đến mãi muộn thì mới đi ngủ. Thì mới nhìn lên trên tầng 2 là sao thấy hôm nay con gái mình học có vẻ muộn thế. Học muộn thế thì bố con mới đi lên trên tầng xem là không biết là hôm nay là con có nhiều bài tập hay là ngủ quên. Thì đúng lúc đấy là hai anh em đứng nói chuyện cũng khá là lâu thì chồng con đứng bị mỏi chân ấy ạ. Thế là chồng con mới ngồi lên thành của cửa sổ. Thế lúc đấy là bố chồng con mới đi từ xa đến. Thế chồng con mới nhìn thấy ở bên đối diện ấy ạ. Bố con đi đến thế chồng con giật mình. Thế chồng con lại hốt hoảng quá thế là mới kéo cái cửa sổ vào. Thế là chẳng may lại kẹp mất vào mông. Kẹp mất cái cửa sổ vào mông ạ. Dạ vâng. Lúc đấy thì cũng đau lắm. Đau lắm nhưng mà không làm gì được. Không hú lên. Dạ vâng. Anh phải hú ghê hồn. Dạ vâng. Lúc đấy thì không ra hiệu cho con là bố em ở đằng sau. Mà lúc đấy thì chồng con lại kéo cửa sổ xong rồi ngồi thụt xuống. Thế con mới nghĩ trong đầu là xin thao đang nói chuyện mà lại chạy mất. Thế con mới quay ra đằng sau thì con thấy bố con đang đứng ở đằng sau rồi. Thế con cũng giật nảy người ra. Con mới giật mình, con bảo là thế bố làm gì đấy? Thế bố bảo là tôi học xong bài chưa? Đứng ở ngoài ban công làm gì đấy? Thế con mới, lúc đấy con mới nảy số à? Con bảo là hôm nay nóng quá bố ạ, con vừa học xong con đứng ra ngoài ban công hóng mát tí. Bố con bảo là nếu mà học xong rồi thì đi ngủ đi không muộn. Thế con cũng bảo dạ vâng con đi ngủ. Thế là lúc đấy con mới chuẩn bị là tắt đèn đi ngủ thì chồng con lại ngoi lên. Đấy thôi bây giờ để chồng kể nào. Dạ. Chồng kể nào. Lúc bố lên thì con chỉ nhìn thấy bố lên ở đằng sau. Thế là con mới thấy vậy, mình mới ngại ngùng quá. Thế là mình mới đóng cái cửa sổ lại giống như vợ con nói đấy. Khi bố con xong rồi thì bọn con lại nói chuyện tiếp. Thế cái chỗ kẹp với nó có sẹo không? Dạ không, nó chỉ đau và nó tím hết thôi. Chồng con cũng lúc đấy cũng mạnh dạn lắm. Cũng hỏi là em ơi em có dùng điện thoại không? Nếu em mà có dùng điện thoại thì cho anh xin số nhé. Con thì con cũng không có suy nghĩ gì đâu. Con cũng chỉ nghĩ đơn giản là hàng xóm thì mình cũng cho số. Thế là cho số xong thì khoảng tầm 5-10 phút sau con lên giường con đi ngủ thì con nghe thấy tiếng tinh tinh thì điện thoại kêu. Thì con mới thấy tin nhắn của chồng con bảo là đây là số điện thoại của anh thì em lưu vào nhé. Thế là con cũng vô tư lắm, con nhắn tin lại con bảo là dạ vâng, thế con cũng lưu lại vào luôn. Thế là từ đấy thì hai anh em cũng có nói chuyện xong rồi thích nhau. Con yêu nhau là được bao nhiêu lâu thì mới cưới nhau? Con yêu nhau là được 11 năm mấy ngày. 11 năm đi, thôi 11 năm thôi. Và có chia tay chia chân gì không? Có, trong thời gian 11 năm thì có. Cái lâu thời rồi. Học cấp 3 thì bọn con không chia tay mà lên đại học. Và con đi học đại học thì lúc đấy sẽ có xảy ra nhiều thứ, với cả là học xa nhà rồi nhiều cuộc sống rồi mọi thứ nó cũng thay đổi. Hai vợ chồng có những cái khúc mắc. Chia tay trong bao lâu? Bình thường hồi con đi học đại học ấy ạ, một tháng chia tay đến khoảng tầm 1-2 lần là chuyện bình thường. Nhưng mà cứ khoảng tầm 2-3 ngày sau chồng con biết là con kiểu gì con cũng sẽ nguôi ngoai không có giận nữa thì chồng con lại nhắn tin làm hòa. Thế là con với chồng con lại như là từ lúc như kiểu là yêu lại từ đầu ấy ạ. Đấy, cứ khoảng tầm răm mớ nửa tháng lại chia tay. Rồi thì tụi con yêu nhau bao lâu thì mới cưới? Là 11 năm đúng không? 11 năm đúng không? Lý do sao mà yêu lâu dữ vậy? Gia đình bên con có chấp nhận ảnh không? Bố con có ok ảnh không? Thực ra thì nhà chồng con là ăn chay trường. Còn con lại là người ăn mặn. Thì lúc đầu bố mẹ con thì cũng hơi lăn tăn một chút về cái vấn đề đấy. Nhưng mà về sau thì mình cũng có ngồi tâm sự với bố mẹ thì bố mẹ cũng thông cảm, cũng hiểu.
thì là bọn con mới tiến tới hôn nhân. Là như vậy ạ. Thế bây giờ con vẫn ăn chay à? Vâng, vẫn ăn chay trường luôn. Vâng, có lý do gì con ăn chay trường? Ăn chay trường luôn với chồng chưa hay là vẫn ăn mặn? Dạ con thì thi thoảng thôi ạ. Nhưng mà con có thể tâm sự chút xíu tại sao con lại ăn chay trường? Cái cơ duyên con đến biết đến đạo Phật và ăn chay trường là cái năm đấy là con lớp 9 và sắp sửa lên lớp 10. Thì con ăn chay từ năm 2003 đến bây giờ. Thì lúc đấy cũng có cơ duyên là được mẹ hướng dẫn, rồi mẹ cũng bảo mình cũng đi chùa, rồi thế là từ đấy là mình thấy là có cơ duyên. Mọi thứ nó tốt đúng không? Nó tốt. 20 năm. Rồi bây giờ là sau đó là con thuyết phục bố. Vâng. Thuyết phục bố là như bố an tâm để cho hai đứa cưới nhau. Dạ, vâng. Đúng không? Vâng. Và bây giờ tụi con cưới nhau rồi thì là hiện tại là chồng con có phải ở xa, có đi công tác ở đâu nữa không? Dạ, chồng con thì do là tính chất công việc thế nên là sẽ phải đi về giữa hai tỉnh ấy ạ. Con thì ở Hạ Long và chồng con thì lại hay làm việc ở như là Cẩm Phả hoặc là các tỉnh ở thuộc tỉnh Quảng Ninh ấy ạ, như là Hạ Long xong rồi đi Uông Bí Đông Triều, thế nên là sẽ không có ở gần nhau nhiều. Thế nên là cũng đi như kiểu là đi công tác ạ, thi thoảng thì mới về thôi ạ. Dạ vâng. Hai đứa có con chưa? Dạ, con mới được đang có một đang bầu khoảng tầm 4 tháng ạ. À là đứa đầu tiên hả? Dạ vâng, đúng rồi ạ. Không biết luôn á. Dạ vâng. Thì không biết luôn á. Dạ, vâng. Vậy là tụi con cưới nhau được bao lâu rồi? Bọn con mới cưới nhau được từ tháng 12 năm ngoái đến bây giờ là được 6 tháng. Mới có 6-7 tháng rồi. Rồi. Ôi. Mới thế ạ. Ôi chúc mừng hai vợ chồng nghe. Cảm ơn. Thôi bây giờ mình tới cái phần kia đi. Vâng. Chồng đi công tác liên miên thế thì làm sao mà biết được cái tật xấu của ông ấy? Tật xấu nhỉ? Có thấy không? Dạ, thực ra thì bọn con yêu nhau lâu ấy, thế nên là nhiều khi tật xấu nó cũng có từ cái thời yêu nhau đến bây giờ nó vẫn duy trì ạ. Dạ vâng. Ví dụ như là chồng con ấy ạ, rất là hay kiểu cao su ấy ạ. Ví dụ như là con gái người ta đi chơi, người ta còn phải son phấn, người ta còn phải quần áo các thứ thì người ta còn phải cao su để cho chồng hoặc là con bạn trai người ta chờ. Nhưng mà chồng con thì lại ngược lại. Con thì con son phấn, mặc váy đẹp xong rồi xong xuôi hết tất cả các thứ rồi thì chồng con vẫn chưa thấy đâu cả. Hẹn là khoảng tầm 5-10 phút nữa anh Quang đón em nhé. Nhưng mà con phải chờ khoảng tầm ít nhất là con phải nhân lên rồi khoảng tầm nửa tiếng đến cả tiếng đồng hồ chồng con mới qua. Sao vậy? 10 lần là chồng con là cũng chắc là cũng làm đỏ mới ạ. Vâng, đấy. Ê, con ở nhà con làm gì mà trễ quá vậy? Con tính chất công việc ấy, nắm lúc công việc của con là làm kinh doanh mà. Có nghĩa là nó cũng liên tục trong ngày ấy, nó cũng không cố định những giờ giấc giống như này. Đúng không? Vâng. Nhiều khi nó cũng kiểu bị động. Có gì nữa không? Gì nữa? Thứ hai con nghĩ là chắc là chồng con cũng liên quan đến thời gian ấy ạ. Chưa biết bố trí thời gian cho nó hợp lý. Ví dụ như là hai vợ chồng mà có đi công việc với nhau ấy ạ. Thì chồng con sáng ra là ví dụ như là sáng ra phải chuẩn bị mọi thứ đi để đến giờ là mình chỉ có đi công việc với nhau có hẹn rồi, giờ giấc cụ thể rồi thì mình phải đến đúng giờ ấy ạ. Nhưng mà chồng con thì nhiều khi cứ ung dung ấy, cứ đi ra ngắm trời, ngắm mây, ngắm trăng, ngắm chim, ngắm hoa, ngắm lá, ngắm cây ạ. Xong rồi quay ra con hỏi là chồng đã chuẩn bị xong chưa để còn đi công việc. Thì quay ra bảo con là anh chưa chuẩn bị gì cả. Chưa, quần áo thì chưa xong rồi, chưa làm cái gì cả. Đã nói người ta ăn chay mà mọi thứ vẫn cứ bình lặng. Nhẹ như lông hồng. An nhiên tự tại. An nhiên tự tại. Vâng, đấy đúng rồi. Và bây giờ mong muốn bạn này thay đổi điều gì? Thực ra thì thay đổi thì con nghĩ là cũng chồng con cũng đã thay đổi nhiều rồi ạ. Như là về thời gian ấy ạ, chồng con bây giờ là cũng bớt cao su rồi đấy ạ. Cao su khoảng tầm 5-10 phút thôi. Chứ không như hồi xưa là đến nửa tiếng. Nói chung là 80% thay đổi. Dạ rồi. Chứ bây giờ con không còn mong muốn thay đổi gì nữa. Dạ vâng, đúng rồi ạ. Rồi bây giờ tới con. Giữ yên như thế này nhá. Dạ. Ok, tới rồi. Đó, bây giờ tới con đó. Và con nhiều lắm. Trưởng thành chưa ai vẫn trẻ con như xưa. Và con vẫn trẻ con. Ví dụ vẫn trẻ con rồi. Trong một cái việc gì đấy, ví dụ vợ chồng đi cùng nhau này, hay là gặp trường hợp gì đấy chẳng hạn, thì vợ con hay có cái tính là cầu nhau và nổi nóng nhanh hơn. Kiểu mình cũng không điềm tĩnh để xử lý cái sự việc đấy, nó cứ bình tĩnh ấy. Cầu nhau hoài. Vâng, vợ con này cứ giục bảy là nhanh lên rồi chuẩn bị nhanh lên, thì con bảo là cái gì thì cũng cứ bình tĩnh rồi mình sắp xếp thì nó. Rồi hai người gây nhau. Vâng, thế xong rồi từ đấy là thế là vợ cứ gây chuyện, nhưng mà con thì vẫn lúc vợ gây thì con này cũng không nói gì, con cũng để nhẹ nhàng. Con nó có gọn gàng giống con không? Vợ con thì không. Vợ con thì gọn lắm. Sao bộ không sao đâu. Tủ quần áo cho đến giường giết các thứ ngủ dậy thì chả bao giờ gấp. Thì là cái người gấp cuối cùng là con. Vâng, vẫn là con.
nó trẻ con mà nó cứ nghĩ thôi đằng nào tối ngủ gấp gì cho mệt. Rồi con mong muốn vợ thay đổi điều gì? Con chỉ mong muốn vợ con là trưởng thành hơn và thấu hiểu hơn, và mọi việc là mình cứ bình tĩnh hơn nữa để mình làm sao để cho cuộc sống rồi vợ chồng sau này cho nó tốt hơn và hạnh phúc hơn. Tại vì bác Giai là hơn con 8 tuổi nên là bác Giai rất là chững chạc đó, rất là điềm tĩnh, rồi thêm ăn chay nữa cho nên tâm tính rất là hiền, ổn định, hiền, đúng không? Thành ra là mong bạn gái là sẽ trưởng thành theo tỷ lệ thuận với bác trai để mà sau này là khi em bé mà sinh ra đời đó đó thì hai người sẽ cùng một nhịp để mà chăm cho em bé đó. Con thấy là có được không? Con yên tâm, làm mẹ rồi tự nhiên trưởng thành là con rồi. Rồi hôm nay nhân tiện là đến với chương trình Vợ Chồng Son, và đặc biệt là các bạn ở từ Quảng Ninh mà vào trong đây quay chương trình Vợ Chồng Son nữa, đó là một cái điều nó rất là tuyệt vời. Nhân cái cơ hội này thì không biết là thôi anh chồng đi, có cái điều gì muốn chia sẻ với vợ thêm không? Nhân chương trình này thì con muốn cầu hôn vợ con. Như thế có nghĩa là cả mười mấy năm á, mà là lúc mà trước khi cưới mà anh ấy bận quá anh chưa cầu hôn con luôn. Dạ chưa. Cứ con nghiễm nhiên là em phải là vợ anh rồi, anh không cần biết, mình nghiễm nhiên rồi, đúng không? Chưa cầu hôn. Trời ơi, vậy là hôm nay là nguyện dữ lắm nha con. Hành động đi. Thôi nói cái gì đi. Ủa rồi. Mình đứng lên em ạ. Anh muốn nói với em rằng là quá khứ, hiện tại và tương lai, anh muốn rằng chúng ta sẽ cùng nhau đi đến về sau này, về già. Mong rằng là cho chúng ta làm sao sau này hạnh phúc và mọi thứ đều được tốt đẹp và bình an. Rồi đứng lên đeo nhẫn nè. Trời ơi, to quá con nè, trói hết là mặt. Hỏi đi. Em có đồng ý đi với anh đến suốt cuộc đời, đời không? Dạ, em đồng ý ạ. Ôm cái đi. Ôm phát. Ôi giời.